Tối 13 tháng 9, Công an thành phố Dĩ An, thành phố Thủ Dầu Một cùng các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân hai vụ chết người trong tư thế treo cổ xảy ra trên địa bàn. Theo đó, khoảng 19 giờ tối cùng ngày, nam thanh niên quê Quảng Bình ở trọ trên đường N1, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An sang phòng trọ kế bên gọi người em đồng hương là anh Trần Đăng Thiết, 24 tuổi sang ăn cơm. Tuy nhiên, gọi nhiều lần nhưng không thấy Thiết ra mở cửa, anh này đạp cửa và phát hiện Thiết treo cổ bằng dây dù ở khu vực lan can của gác lửng. Nhận thông tin, công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Cùng thời điểm này, một người phụ nữ cũng được chồng phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng trên đường Thích Quảng Đức, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một. Nạn nhân là chị Tuyền, 47 tuổi, làm nghề phụ hồ. Những ngày qua, chị tỏ ra buồn bã vì lắm mất số tiền 6 triệu đồng dành dụm được lâu nay. Thank you.